được thôi. Giấu đôi dép, giấu đôi dép đi. Giấu đôi dép đi. Em lấy quái vật cho mẹ đi. Em đâu? Không, từ giờ tới cuối thì nhìn nó đi tìm dép đó. À, cô nhớ lại nè. Ờ, của em mà. Cho chị hỏi nha. Bây giờ nó đi truy tìm ông kẹ. Tìm ông kẹ. Thôi được rồi, mình kết thúc chương trình thì mình sẽ đi tìm ông kẹ ha. Ba đứa mình sẽ đi tìm ông kẹ để lấy lại đôi dép cho cô Mica. Tức quá. Mẹ ơi. Bây giờ nè, bây giờ tôi có một cái điều này luôn cho cô bạn nhậu. Bây giờ ông ngậm vô miệng chưa? Nếu như con hát một bài cho cô Mica, lát nữa cô Mica sẽ mua cho con một đôi cross có đầy jam luôn, size của son số mấy. Trời ơi, hát đi Son ơi. Chị, em có 3 đứa con. Khùng quá Thanh ơi. Bé lớn của em là size 37 nè. Bé thứ hai của em là size 28. Bé cuối cùng là size số 4. Son hát đi Son, Son hát cho cô Mica đó kìa Son kìa. Nãy giờ chị không nghe luôn á. Chết cha, nó gỡ tới cái bình sữa. Đam mê rồi chị ơi. Son, em lấy siêu nhân cho mẹ được không? Lấy quái vật cho mẹ được không? Dẹp cái vỏ đi chợ này đi chị. Được thôi. Giấu đôi dép đi. Giấu đôi dép đi. Em lấy quái vật cho mẹ đi. Dép của em đâu? Hả? Cái gì con? Dép của em đâu? Đôi dép của em đâu? Chết cha, đôi dép của em đâu? Mất tiêu rồi. Không biết. Mất tiêu rồi. Không biết. Ai lấy của em rồi? Bây giờ phải làm sao? Ông kẹ lấy rồi. Ông hả? Ông đâu? Mất rồi. Thật sự là không nghe luôn á. Mẹ đôi dép của Son đâu rồi? Chị dần nghe được rồi. Chị nhậu rồi, chị kết nối được rồi hả? Chị kết nối được. Trời, chị uống chung ly nước, chị kết nối được rồi. Ờ, mất dép của cô rồi hả? Ông kẻ lấy dép của cô rồi hả? Son ơi, Son hát đi, giúp cho cô lấy lại đôi dép đi. Thôi, em tuyên bố game này thất bại nha. Bây giờ làm sao? Em thấy cái chuyến này là mấy chị em mà không được nghe nó đâu. Dép của cô mất rồi, bây giờ rồi, chuyến này từ đây tới cuối chương trình, chị Mai Cam có dép mang. Không, từ giờ tới cuối chương trình nó đi tìm dép đó. À, cô nhớ lại nè. Ờ, của em mà. Cho chị hỏi nha. So với trước khi có con và sau khi có con em cảm nhận như thế nào he? Lúc trước khi có con đầu em bình thường nha, sau khi mà có Son rồi giống như em bị tiền đình vậy. Tiền đình đúng không? Ngày nào cũng vậy, rối loạn tiền đình luôn, từ sáng đến chiều tối là lúc nào cũng vậy hết. Dạ đúng rồi, một nguồn năng lượng chỉ có những cái lúc mà gọi là trầm, những cái nút trầm là lúc nó ngủ rồi đúng không? Không, lúc trầm là lúc chuẩn bị lúc nó là... ngủ nữa đúng không? Ngủ rồi có ồn gì không? Lúc ngủ thì là hiển nhiên là không trầm rồi, mà trong cái quá trình mà từ sáng đến chiều mà chỉ muốn nó kẹt bút nó trầm đúng không? Là đang tự nhiên đang ríu lo cái không kể cả lại. Im một khoảng lặng. Dạ. Một khoảng lặng mà tự nhiên mình cũng bất ngờ, mình hỏi. Mình nhìn vậy rồi đúng không? Không kể cả đi. Vui lắm chị, hài hước lắm. Ơi kiểu như là bù trừ năng lượng cho em á. Hiểu không? Nói là em dày nè, mình nói là phải dày nè. Hiểu không? Phải dày nè. Bây giờ nó đi truy tìm ông kẹ. Tìm ông kẹ. Thôi được rồi, mình kết thúc chương trình thì mình sẽ đi tìm ông kẹ ha. Ba đứa mình sẽ đi tìm ông kẹ để lấy lại đôi dép cho cô Mica. Tức quá. Mẹ ơi. Mang đôi rốt. Rồi lại này, cho em xin một khoảng lặng nha. Một khoảng lặng đi. 2, 3. Chương trình hồi. Rồi ok ok. Nó nghe nè, em ngồi đây em nói mình luôn. Em ơi. Chưa. Ok, cô biết rồi, cô biết rồi. Cô biết rồi, cô biết rồi. Cô biết mà. Rồi, rồi. Ông kẻ. Rồi ok rồi nè.